Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách gắn cho cái cửa nhà kính của mình tự động. Các bạn, nó sẽ tự động mở khi mà ở trong nó quá nóng đó các bạn. Thì khi mà trời nắng nóng quá mình không có mở cửa thì trong cái nhà kính cây nó không chịu được nóng thì nó sẽ chết các bạn. Cho nên nhiều lúc mình không có nhà là mình không có để ý đó, mình quên mở cửa thì ở trong nó rất là nóng. Cho nên nhờ có cái này thì nó cũng rất tiện lợi cho mình. Đó, thì các bạn dòng thấy trên góc nhà mình nó có cái cửa đó, hai cái cửa đó. Khi mà để mình đi vào cho các bạn xem. Bên trong đó các bạn đó, cái cửa này thì nó mở lên mở xuống nè, từ mình mở lên nặng cho cái hơi nóng ở trong này nó thoát ra, vậy nó điều hòa cái không khí không có nóng nhiều ở trong cái nhà kính đó các bạn. Bên kia thì của mình cũng có một cái nữa, cái nhà này mình có tất cả là hai cái. Thì hiện giờ cái của mình ở đây nó có cái đồ mà nó tự động nó mở cửa sẵn rồi nè, nhưng mà nó cũ quá rồi, nó hư rồi, nó không có xài được. Hôm nay mình mua cái mới, mình thay nó vào. Thì nó cũng tương tự như cái này nè các bạn. Đây nè, đây nó có cái cylinder, khi mà trời nóng nó, cái nhiệt độ nó heat up cái cylinder này thì cái nó sẽ tăng lên, nó tăng lên thì nó sẽ cửa nó sẽ mở lên như vậy nè các bạn. À, nhưng mà giờ cái này nó bị hư rồi cho nên không có xài được. Bây giờ mình đã có mua cái mới rồi, mời các bạn đón xem mình gắn ha. Đây là cái hộp của nó, mình mua ở trên mạng các bạn. Đây nè, trong đây là nó có đây là cái cylinder này các bạn. Cái này thì nó đi theo cái nhiệt độ nóng hay lạnh đó các bạn. Khi mà nó nóng á thì cái này nó expand, nó sẽ tăng lên. Khi mà lạnh nó thì nó sẽ sụt xuống. Thì cái cách của nó là khi mà ở trong cái nhà kính của mình nó nóng á thì cái này nó tăng lên rồi sẽ nó đẩy cái cánh cửa lên, nó mở hí cái cánh cửa lên để cho thoáng gió đó các bạn. Đây là cái cần của nó đây. Thì nó cũng rất tiện các bạn. Mình có cái này thì nó sẽ tự động cho mình. Mình không có cần phải dòm ngó mỗi bữa khi mà có nắng hay là không nắng để mình ra mình đóng cửa. Thì cái này chỉ mình thọt cho đây là mình gắn ở đây. Mình đã có gắn rồi một cái nè. Mình mua cho hai cái cánh cửa. Đây nè các bạn. Hiện giờ là trời ở ngoài nó hơi khoảng 10 độ C á, cho nên nó hơi tăng, nó tăng cái lên chút xíu nè. Đáng lẽ gì mà nếu mà nó lạnh thì nó sẽ khớp lại như vậy. Đó, thì mình bây giờ mình chỉ gắn nó vô rồi mình bắt ốc lên cái cánh cửa thôi. Đó, thì theo các bạn thấy đó thì cái nhiệt độ nó sẽ làm cho cái này nó nóng rồi nó sẽ đẩy cái cây nó lên rồi nó chổi cái này nó ra là cái cửa nó hở lên như vậy đó. Khi mà trời lạnh thì cái này nó sụp xuống thì cái cánh cửa nó sẽ khép lại tự động cho mình. Thì cái này mình mua ở trên mạng khoảng 30 đô một cái các bạn. Nếu mà cái cây này thì nếu mà nó hư thì mình chỉ mua cái cây này mình thay thôi. Cây này thì mười mấy đồng một cây thôi. Cái loại cũ của mình thì nó tốt hơn, nhưng mà cái cây cái này nó bị hư rồi, mình thay cái cây khác thì nó cũng bằng cái tiền cái giá này, nó đi nguyên bộ. Cho nên mình thấy thôi, nó rẻ thôi, mình mua đại nguyên bộ đó mình thử coi sao. Thì bây giờ mình chỉ tháo cái cũ xuống,
tháo cái cũ xuống là mình chỉ phan lỗ, mình bắt ốc mình gắn cái mới vô. Cái cũ thì nó không có nằm ngay cái giữa cái cửa các bạn, cái mới thì mình sẽ gắn vô, nên mình sẽ phan hai cái lỗ cho hai con ốc bên này. Còn ở mé dưới này thì mình sẽ phan cái lỗ giữa đặng cho nó nằm ở trong cái con tán này. Sau mình bắt hai con ốc hai bên là xong. Cái cửa bên kia cũng tương tự như vậy luôn. Ok, bây giờ mình đi phan cái lỗ cho cái miếng này trước. Tại mình muốn bắt ngay giữa để khi mà cái cửa nó mở nó đi đồng đều lên, nó không có chinh các bạn. Cái cửa này thì nó nói là nó có thể lift, nó có thể đẩy cái cửa 15 pound. 15 pound nặng tức là khoảng 7 kg á các bạn. Cái cửa nếu mà từ 7 kg trở xuống thì nó có thể nó chịu đựng nổi. Ok, bây giờ mình phan cái lỗ ở giữa để cho nó lọt cái con tán kia vô các bạn. Phan cái mũi nhỏ trước đi. Ok, bây giờ mình mở cái cũ nó ra trước. Cái cũ này cũng còn xài được nha các bạn. Bây giờ mình chỉ canh mình sang lỗ để mình bắt ốc vô thôi các bạn. Thì nó nằm là nó nằm như vậy. Mình sang hai cái lỗ ở đây để mình bắt ốc nó vô. Ở dưới đây đằng sau thì nó đo nó sẵn rồi các bạn. Trước mình sang mình phan lỗ lớn. Ok, xong cái lỗ. Nó vô đây. Sẽ nằm ngay cái tán này.
Ok, bây giờ mình đã khoan lỗ xong hết rồi các bạn. Bây giờ là mình chỉ gắn lên thôi. Ok, rốt cuộc mình đã gắn được xong một cái rồi các bạn. Đó, hiện giờ thì nó ở trong cái nhà này chắc mình nghĩ nó nóng trên 20 độ cho nên cái cửa nó mở hí khoảng cách nhiêu đó đó. Thì tùy theo mình có thể muốn cho cái nhà kính nó nóng thì mình có thể điều chỉnh nó xuống chút xíu. Đây đây các bạn, giờ mình thấy như này nè. Nó có thể đông đưa lên khoảng là 1 inch 2 inch thì mình dặn nó ra thì cái cửa nó sẽ xuống bớt chút xíu, còn mình dặn nó sát vô thì nó sẽ mở hí cao lên, thì cũng tùy theo cái độ. Nếu mà nóng thì nó sẽ tăng lên, còn tối nó lạnh đó các bạn thì cái cây này nó sẽ thụt xuống rồi nó khép cái cửa lại. Thì bây giờ mình cho nó khoảng hí cỡ như đây thôi. Thì mình coi tùy theo mình để ý, mình chỉnh từ từ. Mình coi cái nhiệt độ ở trong cái nhà kính khi mà trời nắng dữ đó, mình muốn nó mở lên cao cỡ nào thì mình tăng lên tăng xuống chút xíu được. Đây là cái bề nhìn ở bên ngoài đó các bạn. Trời nóng thì nó hở ra để cho nó thoát cái hơi nóng vô, để cho cái nhà nó điều hòa, nó không có nóng dữ. Cũng rất tốt cho cây của mình. Để khi mình bận mình không có dòm ngó nó. Mùa hè mà giữa mùa hè nắng nóng dữ thì ở trong nhà nó giống như là cái lò sưởi luôn các bạn. Mình phải mở cửa cho nó thoáng bớt. Chứ nóng quá cây nó cũng chịu không nổi. Kính này coi vậy mà khi mà trời nắng ở trong nó rất là nóng rồi các bạn. Đó, cái cửa của mình nó đang mở đó. Cái này nếu mình phải gắn thêm cái quạt để nó điều hòa không khí ở trong, để cho cái nhiệt độ của nó điều. Cái cửa mấy bên đó như nó nằm ngay cái ánh sáng mặt trời nó rọi vô nó nóng các bạn, cho nên nó mở maximum luôn. Còn cái bên mấy anh đây bây giờ là nó nằm ở trong cái ánh mát cho nên nó không có mở cao như cái bên kia. Đây là cái mép bên ngoài của nó đó, nó mở lên hình như nó cao hết mức luôn rồi đó. Nay hiện giờ là trời còn nắng đấy các bạn, cho nên hai cái cửa nó mở. Đang chút mình chờ nó khi mặt trời xuống rồi nó mát, nó lạnh, mình coi nó có tự đóng lại không. Cái mé ở xa đó thì nó ngay, nó rọi ngay cái mặt trời nó nóng, nó mở lên rất cao. Còn cái trước thì ở mé trước nó có bóng mát rồi các bạn, cho nên nó mở hơi thấp. Thì mình chờ đến tối khi nào mà nhiệt độ nó thấp xuống, mình coi hai cái cửa nó có đóng sát xuống hết không.
À, bây giờ trời đã xế chiều mát rồi các bạn. Cái mặt trời nó xuống rồi cho nên cái nhà nó bắt đầu cái nhiệt độ nó rớt xuống lạnh trở lại cho nên cái cửa của mình nó đã khép vô. Khi mà nắng nóng trở lại thì cái nhiệt độ trong cái nhà nó sẽ nóng thì nó sẽ mở cửa tự động lên. Hai cái cửa bên trong nó đều đóng kín lại hết rồi. Thì nếu mà nó còn hở đó thì mình chỉnh nó lại chút xíu cho nó vừa cái nhiệt độ thì nó đóng cửa lại luôn. Đây là mình nhìn từ xa đó các bạn, nguyên cái nhà kính của mình đó. Thì mỗi năm mình làm cái một chút mình sẽ phát triển cho nó các bạn. Thì cái project sắp tới này mình sẽ làm cái dàn nước tưới tự động ở trong cái nhà kính của mình. Thì mình dự định làm thôi nhưng mà chưa có thời gian. Khi nào mà mình có thời gian mình sẽ làm chia sẻ cùng các bạn. Bây giờ là mình đã hoàn tất cái cửa điều chỉnh cái nhiệt độ tự động ở trong cái nhà kính của mình. Ok, hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi nha. Hẹn các bạn video kỳ tới. Chào các bạn.